Biết gia đình nhớ cái gì thì nhớ và bên anh chị em của Sidista đang ở Korea lần này vừa mang đặc tính là kết thúc cuối năm vừa là rất là quan trọng cho cái phong trào sinh hoạt phong trào Sijo Phúc Cường và vì vậy tôi sẽ nói cho tới đúng 10 giờ rưỡi tức là đúng chương trình 10 giờ rưỡi chúng ta sẽ bước vào cái phần bầu ban điều hành văn phòng điều hành Phúc Cường. Trước tiên là xin cảm ơn ba chứng nhân đã gửi đến cho đại hội OTA những cái cảm xúc và những cái kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa rất đặc biệt tùy theo hoàn cảnh từng người nhưng từ thâm tâm mỗi một người đều có một cái chúc đó là sự tin thác và tình thương của Thiên Chúa và sẵn sàng đánh đổi tất cả để làm sao chiếm được cái tình thương đó. Cái bài chứng nhân chính của anh Kỳ đã nói đến chính phong trào bậc Sijo đã dìu dắt anh và làm cho anh thay đổi cái nhìn về cái đời sống bi quan của cuộc sống. Đã hơn một lần anh muốn bỏ nhà đi thật xa, nên đi đâu, lên núi hay xuống rừng, đi xuống biển hay là vô núi không biết. Thế nhưng mà một cái cuộc đi không có định hướng như vậy để diễn tả một tâm hồn thất vọng hoàn toàn về cuộc sống. Thế nhưng đến với phong trào của Sijo, anh đã gặp được đôi mắt của thầy Chí Thánh. Và với đôi mắt của thầy Chí Thánh, anh đã hiểu được cái việc dừng của cuộc đời không phải là ở biển sâu, không phải là trong rừng thẳm, mà chính là ở trong trái tim của thầy, là điểm dừng của con người. Còn từ cái điểm dừng đó, anh đã tìm thấy khám phá ra ý nghĩa đích thực của ơn gọi làm người. Và ơn gọi làm người khi tôi được mỗi một người trong ban cho mỗi một khả năng khác nhau để phục vụ, chỉ biết rằng chúng ta không đọc được, không khám phá ra khả năng đó thôi. Chúng ta chỉ mãi mê đi tìm theo ý của mình mà không tìm theo cái ý của Chúa. Cho nên anh chị đã dẫn đưa cho chúng ta hiểu được rằng thánh ý Chúa nhiệm một lần. Và vì vậy điều quan trọng là hãy làm sao tìm hiểu được ý của Chúa rồi chúng ta sẽ tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống. Dĩ nhiên ở giữa đời vẫn đối diện với nhiều đố kỵ, vẫn đối diện với nhiều cái thách đố của con người tham sân si. Không có nghĩa là chúng ta đã bước theo Chúa rồi thì chúng ta thoát khỏi tham sân si đó đâu, không có đâu, vẫn còn. Nhưng mà chính Chúa sẽ làm cho chúng ta vượt qua được những đố kỵ, những thách đố, những khó khăn để rồi chúng ta lại tìm thấy niềm vui. Ước mong sao từ người của Sijo của chúng ta cảm nhận được điều đó. Và đặc biệt là đối với chị Phong, tôi thấy rất một con người tín hữu rất là bình thường, chỉ một người vợ, người mẹ bình thường mà tôi cảm nhận là cái đời sống tốt đức của chị rất đạt rất cao, có thể ngang ngược với là các tu sĩ suốt ngày cầu nguyện. Bởi vì dám cầu nguyện cho chồng đau để cho chồng được ăn năn hối cải. Tôi mà chồng của chị mà tôi bé biết việc đó thì chắc quả của chị chết quá. Thế nhưng mà chị đã dám can đảm như vậy là tại sao vậy? Bởi vì chị đã cảm nghiệm được lời của Chúa, được lời là tất cả và thế gian mà mất linh hồn người nào được ích chứ. Nếu mắt ngươi trở nên nhìn tội cho ngươi thì mong mắt nó đi, dùng cái thà ngươi mù một mắt mà vào nước trời mà rất là sáng cả hai mắt. Nếu tay chân ngươi phạm tội thì chặt nó đi, thà ngươi què quặt mà vào nước trời còn hơn là đụng tay chân. Tôi cảm nghiệm được chị ấy, nhưng chị đã cảm nghiệm tôi thấy chị đã cảm nghiệm được lời đó. Cho nên vấn đề chị sẵn sàng hy sinh phục vụ cho chồng, biết làm sao chồng có cơ hội để ăn năn trở về với Chúa, điều đó quan trọng hơn khỏe mạnh mà khô khan, khỏe mạnh mà xa Chúa. Thì đối với một người đạo đức thì đấy là một sự nhức nhối, còn hơn là để phục vụ, còn hơn là hy sinh để phục vụ. Cho nên đấy chính là một cái cảm nghiệm về lời Chúa rất là chân thành, rất là sâu sắc. Và đó cũng là một bài học để cho chúng ta thấy rất chân thành, đơn sơ, diễn tả rất là mộc mạc, nhưng mà tôi hiểu được cái lời Chúa đã thấm nhận được cái thế, đã sẵn sàng hy sinh để làm sao cái ưu tiên không phải là cuộc sống ở trần gian này, mà cái ưu tiên chính là cái cuộc sống mai sau,
để rồi nói chúng ta thấy nói như là tổng thống Mỹ, tôi quên tên, thì như là dân sân là nói như thế này: thiên đàng là gì? Nếu tôi vào thiên đàng mà không có vợ tôi ở đó thì tôi xin đi ra khỏi thiên đàng. Tôi vào thiên đàng mà không có vợ tôi ở đó thì tôi xin đi ra khỏi thiên đàng. Chị anh cũng cảm nhận điều đó. Mình đạo đức, mình vào thiên đàng mà không có chồng chị, không có chồng ở đó thì quả thật đây là một việc quá lớn. Cho nên chị nỗ lực để rồi vào thiên đàng không phải là một mình mà cả vợ, cả chồng, cả gia đình. Thì đó là một ước mơ thiên thiện và ước mơ đó ở với chánh ý của Thiên Chúa. Và điều gì đã không đại điều đó chắc chắn rằng chỉ tinh thần phong trào của Cizô đã thúc đẩy những con người một mà có một cái đức tin như thế. Tôi rất là cảm động nghe cái bài chia sẻ, và rồi đó cũng là một điều để chúng ta suy niệm lời Chúa một cách chân, một cách sâu đậm, được lời lại cả bản thế gian mất linh hồn để thật ích chị. Rồi chị Kiều đã chia sẻ rất là xúc động đấy, chúng ta thấy cùng đạo với nhau, thấy mặt chân thành, rồi chúng ta thấy một cái châm ngôn ở trong cái phong trào của chúng ta, đó là tình bằng hữu đấy. Chị đã cảm nghiệm được rằng ở nhà đi ra đường sinh hoạt ở ngoài đời người ta cũng tốt, nhưng mà vào phong trào chị em anh em trong phong trào rất tốt với mình. Tốt là bởi vì không phải gì hơn đó là cái tình bằng hữu có được ở trong phong trào của Cizô, đó là điều cần thiết. Cái nền tảng của phong trào không phải là một nền tảng tu đức một mình. Cái đặc sự của phong trào đó là nên thánh với anh chị em của mình trong tình bằng hữu. Tình bằng hữu là cốt cán ở trong các cái mối tương giao của anh chị em của Cityspa chúng ta. Nếu chúng ta vào phong trào mà không có tình bằng hữu thì chúng ta chỉ là có danh mà không phải là một người của Cityspa đích thực. Trong cái cuộc họp ở Vinh thì vừa rồi vào thứ 10 vừa rồi tôi cũng nói thẳng nếu chúng ta không sống đúng cái đặc sự của phong trào của Cityspa thì chúng ta cũng đừng nói mình là một cuộc Cityspa, thì cũng quả thật là điều đáng xấu. Bởi vì chúng ta không cao có gì là nhân sinh mà phải sống đúng cái đặc sự đó. Mà cái đặc sự của phong trào là không bao giờ thì hơn đó là chính là kiến tạo cái tình bằng hữu. Mọi người là anh chị em với nhau, trong cái tình bằng hữu này chúng ta nên được sẻ chia với nhau. Cho nên cảm ơn chị Kiều đã một lần nữa nhắc nhở cho chúng ta rằng chính gia đình của Cizô là niềm vui cho từng người chúng ta. Chúng ta sẽ chia với nhau, chúng ta đỡ nâng lẫn nhau. Xin cảm ơn các cái bài chia sẻ trong cái buổi Udea hôm nay. Và phần thứ hai tôi xin được nói đến, nó rất quan trọng. Quan trọng ở chỗ là phong trào của Cizô của chúng ta là có trên 400 thành viên ở Phúc Đường. Thế nhưng mà về đáp ứng lại lời mời về dự phong trào đây là 130. Như vậy là chưa tới một nửa, bằng cho là trên hơn 20%. Cái điều đó thì vô cùng quan trọng. Những người hiện diện ở đây là những người đã ý thức được về cái đặc sự của phong trào và thiết tha với phong trào mới về đây, thì đó là điều cần thiết. Và vì chúng ta thiết tha với phong trào thì một lần nữa tôi muốn nhắc lại với anh chị em về cái đặc sự chúng ta ở trong phong trào là chúng ta phải kiến tạo làm sao cho được cái tình bằng hữu. Mà tình bằng hữu có nghĩa là chúng ta giúp nhau, chúng ta đỡ nâng lẫn nhau, chúng ta phục vụ lẫn nhau. Thế nhưng mà trong phố thường này có những người rất là đặc biệt thích làm lãnh đạo chứ không thích là người lãnh đạo, thích làm chỉ huy mà không muốn là người chỉ huy. Rất năng động
nhưng không bao giờ tham gia các sinh hoạt mang tính tập thể của phong trào. Tôi nói là thích lãnh đạo mà không thích làm người lãnh đạo. Chúng ta biết thì lãnh đạo là gì? Xô chính mình ta ngon thế này thế kia, nhưng mà không biết làm lãnh đạo. Mà làm lãnh đạo của phong trào là gì? Nói như thầy chỉ thấy, ai muốn làm lớn thì hãy trở nên một người bé nhỏ. Ai muốn lãnh đạo người khác thì phải là người phục vụ. Đang đây thì không phải là thích phục vụ mà thích làm cho mọi người quan tâm đến mình, cho mình làm mong, gọi là cái bung súng. Không có một chút gì là đặc dụng của phong trào cả, mà chỉ là lạm dụng phong trào, lợi dụng phong trào để tô điểm chính mình. Những người đó tôi loại trừ. Kể từ cái đại hội này, những ai mà không có sinh hoạt ở trong trường lãnh đạo mà thích làm bung súng, tôi loại trừ. Bởi vì là sống trong phong trào là phải mặc lấy cái đặc sủng của phong trào, phải là một người của Sirista đích thực, chứ phải là một người để đẹp. Và đây cũng phong trào của Sirio cũng phải là một nơi để mà mình xây dựng cái hình ảnh của mình, mà là một nơi mình xây dựng cái hình ảnh của thầy Chí Thành. Thầy nhân nhớ điều đó. Và thứ hai, có những người thích nổi tiếng, những việc lớn thì làm, việc nhỏ không làm. Tôi đi làm cho văn phòng điều hành quốc gia, còn văn phòng điều hành địa phận nhỏ không xứng tầm với tôi. Tôi đi làm một chỗ to kìa. Hãy học nơi thầy Chí Thành, gương kim cung. Ai muốn làm lớn, hãy là kẻ đỗ thêm. Ai muốn phục vụ, ai muốn là chỉ lãnh đạo anh em, hãy trở nên người phục vụ anh em. Những bài học của thầy Chí Thành rành rành như vậy, chúng ta không thấm nhận. Chúng ta để tinh thần thế gian thấm nhận vào chúng ta, chỉ đạo chúng ta, rồi lấy danh nghĩa tôi là một người cục Sirista thuộc phong trào cục Sido Phúc Cường. Tôi nghe nói tôi cúi đầu mặt xuống xấu hổ và chết. Đặc trùng của phong trào của bạn là như thế. Đặc trùng của phong trào là mình phải phục vụ ở trong cái tinh thần kim cương với mọi người, tức là phải kiến tạo tinh văn nữ. Một tay chúng ta chỉ có một tay nắm lấy cuốn, còn tay kia không thể nắm lấy ai cả. Nắm lấy người khác cái sợ mất uy tín của mình, nắm lấy người khác cái sợ giơ tay mình, nắm lấy người khác thì sợ nó hỏng bằng mình thôi, nắm lấy cuốn được rồi. Kiêu ngạo. Và như vậy làm sao mà gọi là phong trào của CEO được? Làm sao là của Sirista được? Rồi đừng nghĩ ra cho mình là hay, đừng nghĩ ra mà là mình là quan trọng. Cứ chấp cứ cho rằng tôi nắm đến chỗ là tôi chánh thiện được rồi, tôi đạt được rồi. Không, yêu Chúa thôi chưa có đủ. Phúc âm của Thánh Matthew kể rất rõ ràng. Trong này phán xét, Chúa đâu hỏi là mày có yêu tao không, mà Chúa hỏi mày có phục vụ tao nơi những người khác không. Cho nên chúng ta cứ đừng tin những cái nắm đến Chúa rồi xong là yên tâm rồi. Nhiều khi nắm Chúa nó mà Chúa cho nó thả ra đi, giơ tay tao. Bởi vì Chúa đến để phục vụ con người. Mà trong khi mình loại trừ anh em thì làm sao mà trở thành mà gọi là trở thành một người thuộc về Chúa được. Thuộc về Chúa, một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em, đó là phương thế nên thành của phong trào. Đó là cái phương thế để thực hiện được cái đặc sự của phong trào. Không nắm lấy tay anh em, đừng có nói đến đặc sự của phong trào. Đây là ngày thì kiều ở Bắc Phú đã nói rất rõ đó. Chính chị em mình, chính anh em mình nâng đỡ và cảm nhận được rằng đấy cuộc sống còn có ý nghĩa, bởi vì ở nơi đó còn có những người quan tâm yêu thương đến. Cái điều quan trọng
Chúng ta cứ đừng tưởng là tôi nên thánh một mình. Trước đây đọc những thế kỷ đầu của xã hội thì các thánh tưởng là tôi thì tận ra những người khác, bởi vì họ là nguyên cớ làm cái mình phạm tội. Vô đường thật sâu tu một mình, nhưng mà sau đó là một hình thức tu sai. Và vì vậy không còn tu một mình mà trở thành tu cả một cộng đoàn. Người ta nên thánh là bởi vì tu ở trong một cộng đoàn, chứ không phải là người ta nên thánh vì tu một mình. Không tin thì hỏi sơ luôn mới Phạm thì sơ luôn đấy. Cho nên đừng nói tôi nên thánh mà sống một mình không phải. Nên thánh là sống chung với anh em, chị em của mình mới nên thánh. Cái thứ ba, chúng ta đừng coi thường vấn đề cầu nguyện. Không cầu nguyện mà cứ đòi sinh hoạt là tham gia các sinh hoạt của phong trào, mà cái nền tảng chính yếu của phong trào là phải cầu nguyện trước, phải gặp gỡ với thầy chính thức trước. Chúng ta đi làm việc cho ai? Cho tôi hay cho Chúa? Làm việc cho Chúa phải đi bày cầu. Và một trong những phương pháp của phong trào cho các chúng ta đi cầu nguyện để làm việc, đó là trường lãnh đạo. Trường lãnh đạo là cách thế để dạy cho chúng ta biết gặp gỡ được Chúa Kitô, để từ đó chúng ta gặp gỡ được anh em. Chẳng bao giờ đi sinh hoạt trường lãnh đạo cả mà đòi làm lãnh đạo. Chẳng bao giờ tham dự các cái sinh hoạt trường lãnh đạo mà đòi chỉ huy người khác. Và vì vậy, bước vào năm 2019, những ai mà không có tham gia trường lãnh đạo thì chúng ta cũng phản ý chất lượng của chúng ta đang thiếu một bộ phận cái trách nhiệm của một người của sinh tăng. Tham dự khóa ban này là một chuyện, đó chỉ là những bước, cái bước chân dẫn đưa chúng ta vào phong trào. Nhưng mà để trở thành một cuộc sinh tăng đích thật là phải tham dự trường lãnh đạo bắt buộc. Đó là có bắt buộc. Thi vô chủ viện, đầu vô chủ viện là một chuyên, chứ không phải là thi vô chủ viện để tôi trở thành cái đại học sinh như là tôi từ tôi làm không phải đi học. Thi vô đại chủ viện là những cơ hội để tôi có điều kiện tôi học. Mấy sơ bên này tuyển dự tuyển cũng vậy, các em đệ tử được thi vào lớp thanh tuyển thì rồi được thi vô lớp nhập tu tu này lắm. Giờ Novicia là tập viện này, có tập viện trước cả năm sau. Đó là cách thế để trở thành một nữ tu về có tập viện hai năm. Không qua tập viện, luật của giáo hội không qua tập viện là không bao giờ được thắng cả bắt buộc. Cho dẫu rằng là một sơ ở dòng này thấm trọng đời rồi, xuất ra bước vào dòng kia vẫn phải vô lại tập viện từ đầu, mặc dù 50-60 tuổi rồi thì vẫn phải vô tập viện 2 năm của dòng kia, học 2 năm tiền thật. Giáo hội rất là cẩn thận như vậy. 2 năm tập viện quan trọng thì cái trường lãnh đạo cũng như là 2 năm tập viện quan trọng để sống được cái tinh thần của phong trào của sĩ đồ buộc phải tham gia trường lãnh đạo. Xin anh chị em lưu tâm điều đó. Có những người rất là nhiệt tình, thích làm việc, hăng say, nhưng mà tham gia trường lãnh đạo thì không, và biết kết quả sự. Có một ông cha làm cha xứ được 15 năm ở triều là giáo sư, không muốn ở triều nữa mới bước vào cái dòng ngôi lập. Bề trên ngôi lập rất là phấn khởi, nhận ông cha ra bàn. Thế nhưng mà đột nhập cha phải vào nhà tập 2 năm. Ông cha ra bàn tập làm gì, con tu cả mấy chục năm mà mình tập làm gì nữa, biết hết rồi không cần làm. Thưa cha, nếu mà cha một tí vào nhà tập, mời cha ra tập.
là một chuyện, nhưng mà để sống đúng tinh thần của cái đọc đôi lời là một chuyện khác. Không phải tôi đứng trên lớp tôi dạy học sinh viên là tôi có quyền muốn làm gì để làm học. Anh muốn vào nhà của Việt Nam, anh phải vào học viện tập viện để hiểu được cái nơi mà anh thuộc về là gì. Khi vào tập viện thì chúng ta cũng phải muốn làm việc thì chúng ta phải biết được cái đặc sự của phòng đào chỉ tiêu là gì mà. Thì muốn hiểu được thì phải vào trường bắt buộc. Cho nên xin anh chị em năm nay tôi sẽ cùng bố lại trường lãnh đạo. Và vì vậy tí nữa bầu thì bầu đầy đủ các chức danh nhà riêng trường lãnh đạo không có bầu. Trường lãnh đạo là do tôi chỉ định. Vì trường lãnh đạo mang tầm vóc quan trọng và tôi biết ai có thể đứng để làm trường lãnh đạo được thì tôi chỉ định người đó. Không có bầu, lần này không có bầu. Rồi sau đó thì đầy đủ nhân tố để cũng có thể được tôi mới cho bầu trường lãnh đạo. Còn bây giờ trong cái tình trạng này anh chị em chưa có hiểu được cái tầm quan trọng của trường lãnh đạo. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu năm bầu bao nhiêu trường lãnh đạo rồi. Tôi thấy là luôn luôn bị trục trặc vì chúng ta chưa hiểu sâu về cái vai trò quan trọng của trường lãnh đạo. Cho nên trường lãnh đạo lần này tôi xin không có bỏ và tôi chỉ định đích danh người đó làm trường lãnh đạo trong cái nhiệm kỳ. Còn các chức danh khác tí nữa anh chị em bầu và bầu quá như thế nào thì tùy cái ban điều hành, tôi không can thiệp vào. Tôi để cho ban điều hành tự do các cái hình thức bầu và các cái giới thiệu như thế nào tự do. Tôi chỉ dành mỗi cái quyền cho các trường lãnh đạo thôi, bởi vì nó mang cái tầm vóc quan trọng để giúp chúng ta hiểu sâu về cái đặc sự. Và nhờ hiểu sâu cái đặc sự của phong trào chúng ta mới có thể sinh hoạt cái phong trào một cách tích cực sống động và tránh cái tình trạng cung dung. Tôi nói tránh cái tình trạng cung dung, thích làm việc mà không thích đi học. Để đấy là mấy tâm tình tôi gửi đến cho anh chị em trong đại hội cô chị em lần này. Và một lần này tôi rất đặc biệt cho cô rất là vui mừng chúng ta thấy có sơ có làm gì thì làm có sơ có thấy có cái gì mà chịu gì mặc dù ở đây thì cha có cha trung hương hay cha làm rất là đẹp trai nhưng mà vẫn là con trai thì có sơ hiện diện đây thì cho nên sau này thì cũng sẽ nhờ sơ cũng giúp đỡ cho một ít vấn đề phía bên giáo sư Tân Thông để Tân Thông phong trào của Sido rất là đông. Nhưng mà là từ khi anh Hoan anh đã nằm xuống rồi bên chủ chi và vị trí hơi xuống trở lại tôi thấy hôm nay sơ hiện diện mừng quá rất là mừng và nhờ có sơ đó thì hy vọng với cái tinh thần làm việc chúng ta biết sơ đây rất là giỏi lắm và cũng là có bản lĩnh và có cá tính cho nên có thể giúp vượt cái phong trào ở Củ Chi lên trở lại được. Tôi hy vọng như thế. Và đêm hôm nay cũng là việc cho tinh thần làm